tại sao á mà người ta góp ý á là nên cố gắng bảo vệ sức khỏe, đừng để nhiễm Covid lần thứ hai, lần thứ ba. Tại vì chỉ nhiễm một lần thôi là cái chức năng phổi của mình nó sẽ giảm chỉ còn có 1/3. Em nói gì có sai không cái gì em? Theo mấy gì em nghĩ nha, khi mà mình nhiễm Covid rồi, nó có phục hồi lại được như bình thường không? Không. Đó, còn bên này lo người ta thống kê là vậy. Cho nên em chỉ là nói cái chuyện mà mọi người đều biết, em nói cho mọi người nghe thôi. Cho nên là khi nếu như á, mà cái người đã từng nhiễm Covid qua rồi, con mình ha, luôn cả bản thân mình cũng vậy, thì coi như á, mà hít cái không khí nè, 22.000 lít không khí ô nhiễm hiện tại nè, hít một ngày hai ngày không sao đâu, nhiều ngày mới ung thư phổi. Hiện tại cái gen đánh trên Google á, ung thư phổi mỗi một năm có 26.000 ca mới. Ung thư phổi là cái loại ung thư đứng đầu thế giới. Tại sao? Em nói rồi, thức ăn có thể lựa chọn không ăn cái này ăn cái khác, nước uống có thể lựa chọn không uống cái này uống cái khác. Nhưng em hỏi với chị em, không khí được quyền lựa chọn không? Không, đúng không? Đó. Cho nên là cái gì không thấy nó còn độc hơn bình thường nữa. Thì bây giờ em nói nè, thí dụ đi, một tháng mà mấy chị em mà chia sẻ mà tầm khoảng là, nếu mà năm nếu mà để 21% là có phải là tầm khoảng 12 máy là không khí không? Một máy là 16 triệu mà, đúng không? Em tính nha, một máy 16 triệu bằng nhân cho 22 máy đi, 22 máy thì hơn 300 triệu ha. 20 máy nhân với 16 triệu đi, 320 đi ha, mình tính 320 đi, thật sự là 19 triệu là đã được 21% rồi mà. Thì mỗi một tháng á, chị em mình giúp cho 20 người hít được không khí tốt giống mình. Người ta không mua, nếu người ta có nhu cầu mua máy lọc không khí là người ta không mua, với Amway người ta cũng đi mua cái khác à. Nhưng mà quan trọng là tại sao mà mình lựa chọn của Amway? Thứ nhất là tiết kiệm điện. Một em hồi nãy em có tính với các lãnh đạo bên đây rồi, có nghĩa là ở bên Đài Loan á, là một tháng là 19 đồng tiền điện là khoảng 14 đồng Việt Nam đó. Còn ở bên đây á, ở bên đây là quy ra là khoảng 14 đồng, rồi ngoài ra là một năm, nói chung một năm là khoảng có 160.000 tiền điện thôi. Thêm nữa là sao, ngày xưa em mua cái máy mà bên đây kêu bằng LG, LG ha, tại vì em cứ nói cái tiếng mà LG ha, là người ta dặn em á là khi đi ra khỏi nhà nhớ á là phải hút điện, chứ không nó cháy cái motor, nó cháy cái máy và nó cháy luôn cái nhà. Cho nên á là tại sao mà em góp ý cho chị em mình phải lựa chọn á là cái máy lọc không khí của Amway, tại vì á cái motor của nó là của nước Anh, nó có thể hoạt động 24/24, không sợ bị cháy. Nếu cháy thì tập đoàn Amway đền nhà cho mình, cháy còn sướng nữa à, có nhà mới ở, cái đó nó thật mà hả. Em làm ở thị trường của Đài Loan đó, ví dụ mà bảo lục đồ này kia kia nọ, dù là không liên quan tới Amway nha, nhưng mà nó biết à cái người khách đó là có sử dụng máy lọc nước của Amway, là nó sẵn sàng là tặng một cái mới cho khách này. Cho nên là em mới thật, em làm Amway là tại sao em thấy là nó là một cái tập đoàn có lương tâm, đơn giản là vậy thôi. Chị em không biết chị em có biết cái người tổng thống này không nha, nhưng mà hả, thật sự là cũng nhờ là em cứ đi vô trung tâm hoài mà mình mới nghe được ha. Đây, cái người tổng thống này là tổng thống Mỹ nha. Đây. Ê Tân ơi, cái người tổng thống này tên gì vậy Tân? Biden. Ông Biden hả? Ông làm Amway à? Khi mà ông thuê siêu á, thuê siêu nghĩa là vậy thôi đó. Là ông làm Amway à, ông bây giờ cũng là Imero giống em à. Em nghĩ gì nè, giờ em không có nói cái chuyện mà ông làm Amway, em nghĩ nếu mà thực phẩm dinh dưỡng Amway không tốt, ông dám uống không? Nếu thực phẩm dinh dưỡng Amway không tốt, ông không bao giờ dám uống. Nếu sự nghiệp Amway không công bằng, ông làm. Rồi là đó, vậy em chỉ nghĩ đơn giản như đó thôi. Em nghĩ tổng thống mà ta còn làm Amway, em đâu có cái gì mà em từ chối đâu. Trong khi đó là cái sản phẩm này em cũng dùng tới được mà, em dùng tốt em chia sẻ cho người khác thôi. Mà quan trọng mình chứng minh được nè, không phải mình nói bằng lời nè. Em thích Amway làm sao? Không có nói bằng lời mà phải chứng minh bằng hành động. Đó. Thì bây giờ chị em nghĩ đi. 20 cái máy lọc không khí nhân với 16 triệu là 320 triệu. Nhân với 21% là chị em được 67 triệu. Ha. Bây giờ được 70% tiền thưởng tháng nữa là thêm 47 triệu nữa. Là chị em được là 114 triệu. Em chưa tính tới là cái tiền thưởng cuối năm 40%. Tại vì trong năm quay nó có 20 mấy loại tiền thưởng mà, nhưng em tính hai cái tiền thưởng cơ bản thôi ha, dành cho nhà phân phối mới thôi. Tại vì nhiều khi đôi lúc em sợ em nói mà sâu quá đó, thành ra cái những gì em mới người ta chưa có nắm được. Mình nói đơn giản hai cái đó thôi nha. Rồi,
chồng em thấy được cái thị trường này á, cái tự do tài chính nó nằm ở đâu đó chị biết không? Nó nằm ở chỗ á, là cái máy lọc không khí này là mỗi năm là khách người ta sẽ thay cái ly quạt là cái đồ lọc một lần. Đó cũng như gia đình em vậy. Bây giờ rất là dễ, mình không lấy cái đồ lọc này ra lọc thì lấy cái phổi ra lọc thôi. Đúng rồi. Đây, nhà em nè, em cho mấy chị em mình coi nha. Đây. Nhưng mà tại sao mà nhất định là em phải lựa chọn máy lọc không khí của ông quầy? Em hỏi mấy chị em nha, đọc được cái bụi mình em thấy chuyện bình thường. Việc được đó, cái virus của Covid-19 em mới thấy được lớp là cái lớp này. Cái lớp mùa sinh thanh này. Cái lớp này là ở bên đây là kêu bản nhiệt đẹp. Mùa sinh thanh này bên đây kêu bản nhiệt mùa thanh hoạt tính đúng không? Là nó có thể lọc được nha cái virus của Covid-19. Luôn cái sắc của người ăn cũng được luôn. Cái lúc mà em còn mở tiệm heo quay á, người ta sẽ vô trong tiệm em, người ta bụng toilet. Em rất là sợ người ta đem cái con virus vô tiệm em sợ dữ lắm. Tại vì nhà em có con nhỏ, em rất là sợ. Cho nên là lúc nào phòng khách của em cũng để hai cái máy lọc không khí á. Để mà biết chi không, người ta có đỡ vô, người ta có đưa đẩy người ta. Giờ nó bản thân mình đi mình ra ngoài, mình nhiều khi mình cũng đem virus vô nhà mình nữa. Đó, thì khi mà vô tới nhà mình rồi á, thì nó có cái con virus nó vô nó cũng sẽ diệt cho mình luôn. Còn mà cái chuyện mà máy lọc không khí của Amway nó tốt như thế nào mình lên mình kiểm tra là được rồi. Bây giờ đâu có, bây giờ thông tin đồ á nó rất là hiện đại, đâu phải như ngày xưa nữa đâu. Đó, em thường nói với mọi người em ít khi nào á mà em nói à cái đồ Amway á nó tốt như thế nào, nhưng em sẽ làm thí nghiệm cho người ta coi. Còn em kêu người ta cứ việc đi kiểm tra trên Google á, tại vì bây giờ cả thế giới chứng minh chứ đâu phải bản thân mình. Bây giờ nguyên cái hệ thống của em ở bên bển đó nha là hơn 1.000 cái máy lọc không khí. Tại vì nói chung ngày nào cũng đi đo cho 3, 4 người, 4, 5 người. Mà bây giờ mấy chị em cứ tưởng tượng đi 3, 4 người, mà ví dụ 1 người đi, người ta có thể là dùng liền. Tại vì nhiều khi có những người ta không có điều kiện thì sao, đúng không? Bây giờ mình nói mình làm 4 người đi, 1 người có thể dùng liền thôi. Chẳng tháng là 30 máy. Em đi đo nguyên ngày mà. Trời ơi, em để tiệm làm móng không? Em ở tiệm làm móng là em bật cái này lên em để đó à. Xong cái bắt đầu ta mới hỏi là em cho chị hỏi cái này là cái gì mà sao chị thấy nó dễ tới dễ lui hoài vậy? Em nói đang đo không khí trong tiệm vậy đó chị. Là coi bây giờ ngồi đây chị biết